Hello các bạn nha. Hôm nay thì em cũng tiếp tục có mặt tại hệ thống xe máy Hiếu Thành Phát chi nhánh Thuận An Bình Dương nè, cũng như là cập nhật cho anh chị các bạn mình những dòng xe trong cửa hàng nha. Giá cuối tháng 7 nha anh chị các bạn. Hôm nay tiếp tục đồng hành với Trinh. Rồi, chào em. Hello cả nhà, chào mừng các bạn đến với kênh Mỹ Mô Tô và lại là Trinh đây. Video này Trinh sẽ cập nhật tất cả những dòng xe con tay và hot nhất là dòng Aceto 155 với lại là một số mẫu xe tay ga để cho các bạn cùng nhau nắm nha. Thì nói chung là hiện tại bên Trinh đang lên rất là nhiều mẫu xe đẹp luôn á. Và hiện tại bên em thì cũng đang kinh doanh rất là nhiều mẫu xe trong nước và nhập khẩu rất là hot. Cho nên là mấy anh xem video thì ví dụ ưng mẫu xe nào thì cứ inbox Zalo, em sẽ gửi mẫu cho các anh xem nha. Anh nghe nói là Vario 160 á, đợt này giảm lắm luôn em. Dạ đúng rồi, Vario 160. Em cập nhật cho anh trước cái dòng xe đó nha. Dạ rồi, ok. Anh thấy là màu rất là nhiều, rất là đẹp luôn nè các bạn. Nó đủ màu luôn. Đây. Đây. Vario 160, bên em có đầy đủ phiên bản ABS và CBS. Thì hiện tại bên em đang có một dãy Vario 160 phiên bản sơn 3D nha cả nhà. Bên em có sơn, nói chung đa số là sẽ bán màu sơn 3D, tại vì màu sơn 3D thì nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Và cái màu sơn bên em á thì nói chung là cái nước sơn mấy anh yên tâm, bên em có bảo hành 1.5 năm nha. Với lại là sẽ đổi màu cà vàng hợp lệ cho mấy anh chạy, cho nên là Trinh nghĩ là chạy màu sơn 3D nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với màu green ha. Nhưng mà màu green thì bên em ở kho không có nhá. Thì hiện tại thì nhiêu em? Màu zin của bản CBS. À, màu zin của bản CBS hiện tại bên em đang bán ra với giá là 52 triệu. 52 hả? Dạ đúng rồi. Wow. Còn màu độ thì các bạn cộng vào thêm 2 triệu ha. Dạ. Màu độ là 2 triệu là 54 hả? Dạ đúng rồi, màu độ. Còn bản ABS nhiêu em? Bản ABS thì hiện tại bên em đang bán ra với giá là 60 triệu 500. 60 triệu dạ, 500. Qua wow, giảm như ha. Là giảm tới triệu mấy, 2 triệu luôn hả? Dạ đúng rồi, giảm rất là nhiều. 60 triệu 500. Ví dụ như các bạn thích màu độ thì có thể bên em sẽ hỗ trợ lên màu là cộng thêm 2 triệu tiền sơn nữa nha cả nhà ha. Rồi đây em giới thiệu từng màu cho các bạn mình xem nè. Đây đầu tiên là màu trắng nè. Màu trắng bên em có phối với cái tem màu xanh và màu vàng ở đây, với lại là cái dè trước màu đỏ. Con này là bản CBS đúng không em? Dạ đúng rồi, bản CBS nhìn đẹp quá trời luôn á cả nhà. Màu rồi, tím tiếp theo là màu tím titan. Màu tím titan thì bên trên lên, nói chung là hầu như là tất cả các dòng xe đều lên rồi á ha, nhìn rất là đẹp rồi. Màu sơn thì các bạn mình cứ yên tâm nha, có bảo hành đầy đủ nha các bạn anh chị. Dạ đúng rồi, cái này là bản ABS này. Bản ABS thì bên trên có hỗ trợ lên màu sơn nữa nha. Đây là bản ABS này cả nhà. ABS nè, màu tím sữa. ABS nãy em nói là 60 hả? 60 triệu 500 là màu zin, còn nếu màu sơn là 62 năm anh. Dạ. Mà rồi, chưa kể đến cửa hàng em còn hỗ trợ giảm 1 triệu nữa mà. Có liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nè các bạn. Được giảm rồi, tiền xăng xe nữa nha các bạn. Dạ đúng rồi. Giảm rồi, tiền xăng xe, hỗ trợ giá xe, rất là nhiều ưu đãi khác. Màu hồng cho mấy chị nè. Vàng cát. Con này màu zin á hay màu 3D em? Dạ màu 3D anh, màu xanh nhám mà nhìn giống màu zin không? Rất là giống, đẹp luôn ha. Cái trang màu zin nè các bạn, màu nhám luôn nè. Dạ. Rồi. Tiếp theo là màu cam, ai thích sự nổi bật có thể tham khảo nha. Bản này là bản CBS nha mọi người. Màu rồi, xanh màu ha. Màu xanh nè. Màu tím sen nè. Cánh sen. Rồi, màu xanh nhớt nữa nè cả nhà. Đây. Rồi. Ví dụ như mà mấy anh mà thích lên tem sơn lên chữ gì á, có thể gửi cái mẫu qua. Bên em có hỗ trợ nha, tem gì cũng được, tem cầu kỳ, tem đơn giản mình trên làm được hết. Chữ ghi tên mình nào được luôn ha. Dạ được, anh muốn ghi tên mình, tên người yêu, tên ai cũng được hết, được hết nha. Ok luôn. Dạ. Rồi, tiếp rồi, theo tiếp thì theo. Mình còn Vario 125 kìa, cập nhật cho anh luôn ha. Vario 125. Đây có Vision mà để xíu cập nhật nha các bạn. Dạ. À Vision ở đây anh, để Vario trước đi. Vario trước đi. Dạ, Vario 125 thì bên em đang bán ra đang dao động với mức giá là từ 51 triệu 500 đến 54 triệu 500 tùy theo màu ha. Thì mấy anh ưng màu nào thì cứ inbox Zalo trên sẽ báo giá. Hiện tại bên em đang trưng 4 màu. Thứ nhất là màu trắng mũ cam, màu trắng mũ cam thì màu này là màu zin nha cả nhà. Rồi thứ hai nữa là màu vàng đen, màu sơn 3D ha. Màu tím đen và màu đỏ candy. Đây mọi người, cái chiếc này thì bên trên có đổi mặt nạ clip rồi nè cả nhà. Nếu mà nếu như các bạn không thích hai cái tai này á thì bên trên có hỗ trợ lên mặt nạ clip luôn. Dòng này là 125 hết em? Dạ đúng rồi. 150 mình còn không em? 150 em còn có 1 chiếc à. Còn 1 chiếc màu. Dạ đúng rồi, đang nằm dưới kia. 150 hiện tại rất là hiếm nha các bạn anh chị ơi. Dạ, 150 hiện tại bên em đang còn 1 chiếc và giá hiện tại là 67 triệu anh. 67 luôn hả? Dạ đúng rồi. Lên tại luôn vì bây giờ kiểu hàng hiếm anh. Dạ.
cho nên là giá nó hơi cao như là xíu. Nó cao hơn là 160 dạ. luôn kìa. Dạ đúng rồi, 150 nói chung bây giờ nó đang cao cho nên mấy anh có thể tham khảo 160, tại vì mẫu 160 nó mới ra cho nên mấy anh nhìn nó sẽ lạ. Tại vì cái dòng xe phân khối lớn thì đi theo là cái kết cấu bên ngoài nó sẽ lớn hơn xíu, nhưng mà mình chạy thì mình sẽ mới cảm nhận được là cái điều tuyệt vời nó nằm ở trong chiếc xe nha. Ok. Rồi, tiếp theo là cũng Honda Vision. Vision là bản cao cấp. Hiện tại thì chiếc này bên em đang bán ra với giá là 45 triệu 500 anh. Ừ. 45 triệu 500. Rồi, màu chưa màu đỏ. Tính phụ kiện trên xe nha cả nhà, màu đỏ, phiên bản cao cấp. Rồi, rồi. Ở đây có chiếc màu xanh cá tính. Xanh cá tính với lại đen cá tính, hiện tại bên em đang bán ra với giá là 48 triệu 500. Chưa bao gồm phụ kiện trên xe nha cả nhà. Đó, Vision đó các bạn ơi. Dạ, rất là đẹp. Hiện tại bây giờ thời điểm này mà ai đi Vision là nói là đại gia. Sang đó. Đại gia đó. Đại gia đó. Ai đi Vision là đại gia đấy. Vision nha. Rồi. Ok, đây ngoài còn màu đen nhám nữa. Dạ, màu đen nhám bằng giá luôn nha cả nhà. Và Trinh cũng nhắc lại là giá Trinh báo chưa bao gồm phụ kiện trên xe nha. Ví dụ như các bạn lên cửa hàng muốn gắn gì Trinh mới cộng vào thôi. Rồi, ở đây Trinh có dòng xe phân khúc cao cấp là SH nha cả nhà. SH thì hiện tại bên Trinh có hai chiếc SH 150 màu đen nhám và đen bóng, với lại một chiếc SH 125 màu đỏ. Thì hiện tại thì giá cả như thế nào kênh bóc Zalo trên báo giá nha. AB luôn em. Dạ, AB đây. AB thì hiện tại bên em còn một chiếc duy nhất AB 150 màu đỏ. Hình mẫu này hình như là nhà máy còn bỏ mẫu rồi anh, cho nên là không có còn nhiều nữa. RAM AB 160 thì 150 nhà máy còn bỏ mẫu. Thì giá hiện tại của chiếc này là 54 triệu 500 anh. Hiện tại 125 là mình còn nhiêu em? 125 phiên bản tiêu chuẩn bên em đang bán ra với giá là 44 triệu thôi anh. 44 hả? Còn chiếc này màu sơn 3D. 160 mình có chưa? 160 em có rồi ở kho anh. Yeah. Giá đang dao động là từ 56 triệu tầm khoảng đó, 55 56 triệu. Dạ. Mới về em. Dạ đúng rồi, mới về anh. Rồi các bạn mình có nhu cầu quan tâm mẫu nào thì mình có thể liên hệ qua số điện thoại màn hình để được tư vấn chi tiết rõ ràng thêm nha chị các bạn. Bên em lên màu tất cả các dòng xe luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo là tới con tay nè các bạn. Đây, tiếp theo là dòng con tay Exciter 155. Dòng ẹt này thì hiện tại đang rất là nhiều anh săn đón luôn. Tại vì xe này là cái dàn máy của nó là phân khối là 155, nó giống như chiếc R15 á anh. Cho nên là, nhưng mà với thiết kế nhỏ gọn hơn R15 cho nên là rất là nhiều anh thích. Thì chiếc đầu tiên là cái chiếc màu bạc xanh nha cả nhà, màu sơn 3D. Bảng này là bảng khóa thông minh, hiện tại bên em đang bán ra với giá là 47 triệu. Giá xe chưa bao gồm phụ kiện với lại mâm nha cả nhà. Mâm này là bên Trinh có hỗ trợ xuống lớp nhỏ để cho mấy anh tham khảo này đó cả nhà. Rồi tiếp theo là chiếc motor nha mọi người. Motor hiện tại thì bên em đang bán ra với giá là 47 triệu, đúng rồi, 47 triệu thôi, giảm hơn trước này, giảm hơn trước này mọi người. Motor màu rất là hiếm luôn nha các bạn ơi. Dạ, màu này ít có lắm nha cả nhà. Nhưng mà cái bên trên có xuống cái lớp nhỏ với cái mâm màu cam. Các bạn mình không thích mình chở gì riêng được không em? Dạ được anh. Nếu mà ví dụ như phụ kiện trên xe thì bên em chỉ nói chung là gắn chưa có chắc đâu, bên em chỉ gắn để cho mấy anh tham khảo thôi. Ví dụ mà anh không thích thì có thể về riêng cho mọi người. Và tiếp theo là màu xanh đen. Xanh đen, chiếc xanh đen xanh chuối này nè. Bên trên bán rất là nhiều rồi ha, đi tem báo đốm nữa. Nhìn xe rất là nổi và nhìn xe có nhiều điểm nhấn cho xe luôn ha. Rồi tiếp theo là màu cam đen nha cả nhà, cam đen cực kỳ nổi luôn. Mâm hầu như là cái dàn ẹt này là bên em lên mâm kiểu hết rồi cả nhà. Bên trên rất là nhiều mâm kiểu đẹp luôn á. Mâm tất cả đều là mâm kiểu. Đây hết màu jean nè. Dạ. Còn chiếc này là chiếc trắng bản RC màu jean. Màu jean thì hiện tại bên em đang bán ra với giá là 45 triệu thôi anh ha. Và mua góp chỉ cần trả trước bên em từ 4 triệu trở lên là lấy xe về rồi á cả nhà. Rồi, tiếp theo là màu đỏ. Màu đỏ Movita phiên bản sơn 3D nha mọi người. Rồi. Tiếp theo là màu xanh đen luôn nè. Xanh này xanh khác ha, xanh đen. Đây. Rồi, tiếp theo là màu xanh nè. Những cái màu sơn này thì mình giá cả là đều đồng hết em. Dạ đúng rồi, màu sơn 3D phiên bản mà chìa khóa là bên em đang bán ra với giá là 45 triệu 500. Còn phiên bản khóa thông minh là 47 triệu. Đó. Đó, các bạn mình thích cái màu nào thì mình cứ liên hệ qua cho Trinh để Trinh tư vấn thêm các bạn mình rõ ràng ha. Ngoài những cái màu sơn thì bên cửa hàng mình còn đặt theo yêu cầu của các bạn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Có nhiều anh lên mạng tham khảo á, thấy màu đẹp á thì cứ gửi qua cho em sơn tầm 2 ngày là có xe ạ. Ok luôn. Dạ rồi. Rồi. Ở đây thì mình ở đây còn Winner nữa nè các bạn. Winner thì mình sẽ cập nhật luôn em, báo giá hết cho anh Winner luôn. Winner V3 hả?
Đây. Đây, Windows V3 trước tiên là em xanh xi măng. Nha cả nhà. À, bản này là bản ABS, ba ABS hiện tại bên em đang bán ra với giá là 40.700 luôn. 40.700. Rẻ quá trời luôn, màu cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là khu vực Bình Dương thì bên em lên màu phải nói là cực kỳ độc đẹp. Rồi, ở đây một thì số màu mới nè anh chị các bạn. Ở đây bên trên có lên màu mới này. Màu này là màu trắng cam, đỏ trắng cam. Đỏ màu trắng Jackson cam. Đó các bạn. Cái bản Jackson đó. Lấy ý tưởng từ chiếc Sonic Jackson đó anh. Màu này thì cũng đồng em, cũng đồng giá ha. Dạ, bản này là bản ABS luôn, cũng đồng giá là 40.700 và giá em báo chưa bao gồm mâm và phụ kiện nha cả nhà. Màu zin này thấp hơn đúng không em? Dạ đúng rồi, màu zin thấp hơn 2 triệu. Rồi, tiếp theo là bản CBS màu sơn 3D, màu xám xi măng thì thấp hơn nha cả nhà. Màu xám xi măng CBS thì bên em đang bán ra với giá là 38.700 thôi. 38.700 nha mọi người. Và ở đây thì trên có em Winner này. Winner V2 nha mọi người. Winner V2 thì thứ nhất là nó sẽ còn sử dụng khóa cơ, với lại là còn có cái xi nhan nó lòi ra như thế này. Thì bản này hiện tại bên em đã bán ra với giá là 36 triệu thôi nha cả nhà. Bản HRC có phanh ABS luôn á mọi người. Rồi, ở đây thì trên có chiếc MX-King này nè. MX-King phiên bản xanh GB mẫu mới nha. MX-King hiện tại bên em đang bán ra với giá là 47 triệu đồng giá. Ngoài màu xanh ra thì bên em còn có màu đỏ, với lại là màu đỏ xám. Nói chung là bên em còn đầy đủ màu gì đó, màu xanh mà kiểu xanh ngọc cũng có luôn nha. Ok em. Dạ. Ở đây trên có phu trờ nữa nè. Phu trờ bản này là bản sơn 3D màu nhám, đẹp ghê luôn á cả nha. Si good đây nè, quay nè các bạn. Quay. Đó, anh chị các bạn mình thích dòng xe nào cứ liên hệ ngay qua nha. Ở đây thì có Vario này nè, Vario 150 nè, nãy trên đó còn một chiếc là chiếc này nè cả nhà. Đó. Còn một màu chiếc xanh. 150. Cực kỳ đẹp. Này, trên có clip này nha mọi người, clip Thái. Clip Thái màu đen nhám. Bản này là bản 150 á mọi người. Rồi, bên trên nói chung là cái clip này là trên quay là hầu như là cũng gần hết những cái mẫu xe mà bên trên đang bán rồi á. Cũng còn những mẫu xe khác nữa, ví dụ là Grandeur này, Mio này, rất là nhiều Sachi, mẫu xe Sonic khác, cũng còn Sachi, Sonic Rider, rất là nhiều nữa nha. Cho nên là ví dụ mấy anh đang quan tâm dòng xe nào hoặc là có theo dõi Trinh từ trước giờ sẽ biết là Trinh làm mỗi cái video là mỗi cái mẫu xe khác nhau. Cho nên là cần Trinh hỗ trợ tư vấn gì cứ nhắn tin hoặc là gọi vào số 0379979455 Trinh hỗ trợ tư vấn. Cửa hàng bên Trinh là cửa hàng xe máy Hiếu Thành Phát chi nhánh ở Thuận An. Địa chỉ cụ thể là ở địa chỉ là 179 Thủ Khoa Huân, khu phố Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương nha cả nhà. Nếu các bạn không biết cứ tới ngay ngã tư Hòa Lân, Bình Dương gọi cho Trinh. Trinh sẽ hỗ trợ các ra đón các bạn vài nha. Cần Trinh hỗ trợ tư vấn gì nhớ nhắn tin hoặc là gọi vào số điện thoại Trinh sẽ trực tiếp tư vấn cho cả nhà luôn nha. Bye bye.